con trai của thủ lĩnh băng đảng đó là điều về thành phố này không có cảnh sát hoặc luật pháp chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn nhìn xung quanh adam lặng lẽ lùi ra khỏi cửa sổ đang mở anh đã nghe đủ và quyết định rằng anh sẽ rời thành phố bước lùi về phía sau adam mất chân cánh tay anh vung lên một cách thô bạo cố gắng nắm lấy một thứ gì đó nhưng vô ích anh ngã mạnh vào lưng ai đó một giọng nói hét lên màn cửa mở ra và ánh sáng tràn ra bên ngoài ngay sau đó là những ánh đèn tim chiếu theo tiếng bước chân nặng nề hoang mang adam nhìn quanh con hẻm tối anh ta đã bị mắc kẹt không còn nơi nào để chạy đột nhiên một bàn tay nắm lấy áo sơ mi của anh ta và adam hét lên và ném xung quanh để cố gắng giải phóng bản thân một bàn tay kẹp chặt miệng cậu rồi nửa bị nhấc lên nửa bị kéo đến một góc khuất bóng tối anh ta bị ném vào một tòa nhà qua một cửa sổ đang mở. Nằm sắp xuống, Adam cầu nhau. Anh quay lại thì thấy một bóng đen đang leo vào, Adam bật dậy, phớt lờ cảm giác đau đớn. Bạn muốn gì, anh ta yêu cầu. Suýt, một giọng nam tính đáp lại. Băng nhóm sẽ tìm kiếm bạn. Hãy yên lặng. Có rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu Adam, nhưng anh ấy quyết định giữ im lặng là điều khôn ngoan đến người đàn ông nói giữ adam bằng cánh tay người đàn ông dẫn adam qua một ngưỡng cửa họ bước vào một căn phòng nhỏ và tối buông cánh tay của adam ra người đàn ông thắp hai ngọn đến trên bàn giữa phòng lần đầu tiên adam có thể nhìn thấy người đàn ông và quan sát anh ta trong ánh sáng mờ ảo anh ta là một người đàn ông cao trung niên vai rộng với mái tóc nâu xoăn và đôi mắt nhân hậu nhưng adam ngay lập tức nhận ra rằng anh ta cầm một khẩu súng trên tay adam hoảng hốt lùi lại người đàn ông mang một vẻ mặt bối rối trước khi anh ta mỉm cười và bỏ túi vũ khí của mình đó không phải là dành cho bạn adam thở dài nhẹ nhõm nhưng anh ấy vẫn chưa sẵn sàng hạ thấp cảnh giác bạn là ai anh ấy hỏi ngồi xuống người đàn ông ra hiệu cho adam ngồi đối diện với anh ta rồi nói bạn sẽ biết tất cả trong thời gian của nó sau khi nghiên cứu adam trong vài giây anh ấy nói bạn không phải là con trai của ali adam chớp mắt ice tôi là vậy nhưng bạn biết nó bằng cách nào tôi đã theo dõi bạn vài ngày nay phải mất quá nhiều thời gian để truy tìm bạn tại sao tại sao bạn lại làm điều đó người đàn ông thở dài tôi sẽ kể cho bạn nghe những gì đã xảy ra ngay từ đầu cha của bạn và tôi là bạn thân của nhau chúng tôi là thành viên của cùng một băng đảng và anh ấy là thủ lĩnh adam mở to mắt nhìn anh ta với vẻ không tin cha tôi là một thủ lĩnh băng đảng người đàn ông chậm rãi gật đầu đúng vậy nhưng nhưng adam nói nhỏ người đàn ông cắt ngang mẹ của bạn có lẽ đã chọn không nói với bạn cha của bạn dắt là trưởng nhóm và tôi là cánh tay phải của ông ấy mặc dù tôi là thành viên nhỏ tuổi nhất tôi cực kỳ trung thành với cha của bạn như ông ấy như một người cha đối với tôi, một ngày nọ, cha bạn đi đến ngân hàng. Anh ta loạn choạng và ngã xuống và chiếc cặp của anh ta rơi ra. Những tờ tiền trăm đô la đã bay ra và rơi khắp nơi. Một người đàn ông mặc áo choàng trắng và đội khăn xếp trắng trên đầu, một người hồi giáo, đang đi ngang qua và quỳ xuống để giúp anh ta. Cha bạn đếm tiền và thấy rằng người đàn ông đã trả lại ông ta từng tờ tiền. Anh ấy đã rất ấn tượng về điều này và quyết định thưởng cho anh ấy vì vậy anh ấy đã lấy ra 200 đô la và tặng nó như một món quà tri ân. Tôi nhớ vẻ mặt của bố bạn khi ông ấy nói với tôi. Người đàn ông thậm chí còn không ngần ngại, anh ta giơ tay và nói, "Tôi không giúp bạn phần thưởng." Điều này chỉ khiến cha bạn càng thêm ngưỡng mộ người đàn ông đó. Anh gặp anh Isa thường xuyên và lắng nghe lời khuyên của anh. Tôi cũng đã gặp anh ấy và anh ấy có một nhân vật xuất sắc từ từ cha của bạn bắt đầu thay đổi tủ thuốc của anh ta trống rỗng và cứ như vậy anh ta ngừng uống rượu và trở thành một người bạn hơn là một người lãnh đạo tôi thích những thay đổi ở anh ấy khi anh ấy không còn quát mắng tôi và kiềm chế cơn giận của mình nữa một ngày nọ tôi đang ngồi với cha bạn bây giờ anh ấy đã kiếm được việc làm theo lời khuyên của anh isa và không còn bị cướp giật như chúng ta trước đây nữa anh ấy quay sang tôi và nói john tôi đã tìm ra sự thật ngày mai tôi sẽ đến anh isa và chấp nhận đạo hồi tôi đã rất sốc nhưng sau khi nghĩ lại tôi nhận ra rằng tất cả những thay đổi tích cực đó là do anh isa tôi đã đi cùng anh ấy và thấy anh ấy trở thành một tín đồ hồi giáo đầu tiên anh ấy yêu cầu bố bạn đi tắm thanh lọc sau đó anh ấy đọc thuộc lòng hai cùng từ nghe rất hay chỉ nhìn thấy điều đó thôi đã khiến trái tim tôi vô cùng sợ hãi và tôi cũng đã xin trở thành một tín đồ hồi giáo sau khi tôi đọc sahada đó là cụm từ mà bạn niệm để trở thành một người hồi giáo anh isa đã mời chúng tôi đến và dạy chúng tôi cách sống như những người theo đạo hồi có quá nhiều thứ để học tôi nói với bạn rằng sinh ra là một tín đồ hồi giáo là một điều may mắn bạn dần dần học được mọi thứ nhưng việc hoàn nguyên theo đạo hồi là điều quá tuyệt vời bạn có thể nhìn thấy vẻ đẹp của hồi giáo và bạn thấy sự thật. Tội lỗi trước đây của bạn được tha thứ như thể bạn được tái sinh. Tôi cảm thấy rất tốt sau đó. Bất cứ khi nào tôi căng thẳng, tôi sẽ ngồi xuống và đưa tay lên cầu nguyện với Chúa. Tôi sẽ cảm thấy như thể một gánh nặng to lớn được trút bỏ khỏi vai, người đàn ông ngã người ra sau mỉm cười. Sau đó anh ấy l, Gang leader son, that's the thing about this city. No police or laws. We get to do whatever we want. Looking around, Adam quietly backed away from the open window. He had heard enough and had decided that he was going to leave the city. Stepping backwards, Adam lost his footing. His arms swung violently, trying to grab something, but in vain. He fell hard on his back. Who's there? A voice shouted. Curtains opened, and light poured outside. Soon flashlights followed. With heavy footsteps. Panicking, Adam looked around the dark alley. He was trapped with no place to run. Suddenly, a hand grabbed his shirt and Adam yelped and thrashed around trying to free himself. A hand clamped his mouth, then he was half picked up, half dragged to a dark, shadowy corner. He was thrown into a building through an open window. Landing on his stomach, Adam grunted. He turned around to see a dark shadow climbing in. Adam jumped to his feet, ignoring the pain he felt all over. What do you want? he demanded. Shoo, a masculine voice replied. The gang will be looking for you. Be quiet. So many questions bubbled in Adam's head, but he decided it would be wise to stay quiet. Come, the man said. Holding Adam by the arm, the man led Adam through a doorway. They entered a small, dark room. Letting go of Adam's arm, the man lit two candles that sat on a table in the middle of the room. For the first time, Adam could see the man and studied him in the dim light. He was a tall, middle aged man. Broad shouldered, with curly brown hair and kind eyes, but Adam immediately noticed that he held a gun in his hand. Adam backed away alarmed. The man wore a confused expression before he smiled and pocketed his weapon. That isn't for you. Adam sighed, relieved, but he wasn't ready to put down his guard. Who are you? he asked. Sitting down, the man motioned for Adam to take the seat facing him then said, You will know all in its time. After studying Adam for a few seconds, he said, Are you not Ali's son? Adam blinked, Yes. I am. But how do you know? I have been following you for a couple days now. It took so long to track you down. Why, why were you doing that? The man sighed. I will tell you what happened from the beginning. Your father and I were close friends. We were part of the same gang, and he was the leader. White eyed Adam looked at him in disbelief. My father was a gang leader, the man nodded slowly. Yes, he was, but. But. Adam spluttered. The man interrupted. Your mother probably chose not to tell you. Your father, Jack. Was the leader and I was his right hand, even though I was the youngest member. I was extremely loyal to your father as he was like a father to me. One day, your father was going to the bank. He stumbled and fell, and his briefcase fell open. Hundred dollar bills flew out and fell everywhere. A man dressed in white robes and a white turban on his head, Muslim, was walking past and kneeled down to help him. Your father counted the money and saw that the man had given him back every single bill. He was very affected by this and decided to reward him, so he took out $200 bills and offered it to him as a gift of gratitude. I remember the look on your father's face when he was telling me. The man didn't even hesitate, he held up his hand and said, I didn't help you for a reward. This only made your father admire the man even more. He met Brother ISA regularly and listened to his advice. I also met him, and he had an excellent character. Slowly, your father began to change. His drug cabinet emptied and stayed like that, he stopped drinking, and became more of a friend than a leader. I liked the changes in him as he no longer shouted at me and controlled his anger. One day, I was sitting with your father. He had gotten a job now, taking the advice of Brother ISA and no longer robbed like we used to. He turned to me and said, John, I have found the truth. Tomorrow, I will go to Brother ISA and accept Islam. I was shocked, but after thinking about it, I realized that all those positive changes were because of Brother ISA. I went with him and saw him become a Muslim. First, he requested your father to take a purification bath, then he recited two phrases that sounded so beautiful. Just seeing that filled my heart with awe, and I also asked to become a Muslim. After I recited the Shahada, which is the phrase you recite to become a Muslim? Brother ISA invited us over and taught us how to live as Muslims. There was so much to learn. I tell you, being born a Muslim is a blessing. You gradually learn things, but reverting to Islam is so beautiful. You get to see the beauty of Islam and you see the truth. Your previous sins are forgiven as if you are reborn. I felt so good after that. Whenever I was stressed I would sit down and lift my hands up in prayer to God. It would feel as if a huge burden was lifted off my shoulders. The man leaned back smiling. Then he L